hành chè. Ở đây là bán cái chè tô chè mà bán. Người ta gọi là nước lô suýt. Nhưng mà nó sẽ có vị rất khác ở Việt Nam, là nó có rất nhiều nước cốt dừa và có thể bỏ thêm trứng. Xoài đặc sản của Thái. Xoài it's brutal. Wow, là một hàng dài. Bán gì đây? Thank you.
Mình thấy có vẻ rẻ hơn. Bây giờ thì thấy mắc.